Chào tất cả mọi người, thì hôm nay giới thiệu về một số cây mà bây giờ cho bo cái nhà bán là cây buôn này đấy, tức là quan sát xin đúng không ạ? Cái hồng buôn này thì ở cái hồng buôn này được xuất xứ từ Colombia với cả là Ecuador đấy, với lại mà có nhiều tên gọi khác là cái buồng đỏ này, cây hôn hồng, cây hoa tròn, cây vĩ hoa tròn và cây hồng buôn đỏ. Đây là cái hồng buôn đỏ. Hồng buôn này thì như mọi người thấy là cái lá của nó này, tên dài đúng không ạ? Đấy. Đây là một loại cây mà thân thảo, thân cây hồng có kích thước nhỏ và thân ngắn. Nó thường mọc thành bụi mọi người, nó không có lại chắc đâu, nó thường mọc thành bụi cái bó như thế này mọi người. Đấy, đây đây. Cái cây của nó là màu xanh hình trái tim, dài khoảng từ 18 đến 30 cm. Đấy, đây. Hãy tạm đến 30 cm. Lá non thì có màu nhạt và đậm dần khi nó trưởng thành như thế này. Lá non nó có kiểu là nhạt nhạt như này, đến lúc mà nó trưởng thành thì sẽ đậm, màu đậm như này. Đấy. Phương lá của nó thì cùng lá cây này thì dài khoảng 4 lá, là cái 4 này tại khoảng tầm 30-40 cm đấy, một cung lá này đấy. Và có hình ống trúc, ống tròn tròn này. Cây hồng buôn có tuổi thọ rất cao so với tất cả các cây khác này đấy. Cái combo kiểu là nó không tắt đến kể cái phái nhưng là hoa hồng, hoa hồng như hoa này của nó mang nặng cái đẹp cái tự nhiên và bình dị gần gũi. Hoa hồng môn này mọc thành cục dạng mo trên cồn dại và cong, mo hồng đỏ tươi, màu lục lục, màu đầu ngọn trái tim, đối với gan xanh cũng thành màu xanh nhạt. Dựa vào cái cây hồng, cái kích thước của cây hồng môn này thì cây hồng môn được chia thành ba loại chính, đó là đại hồng môn. Đại hồng môn là cây to trưởng thành rồi, với lại trung hồng môn và tiểu hồng môn. Tùy sở thích và mục đích của gia chủ thì có thể lựa chọn cây phù hợp để trồng trong nhà làm cảnh đẹp, trang trí nhà cửa, để bàn học, để bàn làm việc, nói chung là để trong phòng để trưng bày cho sinh, để cho cái căn phòng của mình trở nên tươi mát hơn, đẹp hơn. Tiếp theo thì để nói về đặc điểm nhận xét của cây hồng môn thì cây hồng môn so với các loại còn lại là bản lá to này, bản lá to và đơn lá hình xanh kịt đấy, còn cái hồng môn lá hình xanh kịt đây đấy, có màu xanh nhạt và có hình bầu dục, đúng chưa, màu xanh nhạt đây đấy, xanh nhạt nhạt đấy, màu xanh nhạt mà có hình bầu dục, bầu dục đây mọi người, hình bầu dục, đầu lá thân gọn và cuống lá dài, cong và cong xuống, hoa đại hồng có hình mô tô và cuống dài, cuống là rất là dài. Ờ,
về ý nghĩa về phong thủy thì cây hồng môn này thì các phong thủy có ý nghĩa mang lại sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Để cho thì nhỉ? Để mà do đó mà cây hồng môn này có nghĩa cánh cửa mở để giúp cho gia chủ mình may mắn và hạnh phúc. Dựa vào màu sắc của hoa ngũ hành thì cây hồng môn được chia làm hai loại, cây hồng môn đỏ và cây hồng môn hồng và cam thuộc hành ngũ hành thì được mệnh thổ màu đỏ hồng. Trong khi đó thì những người mệnh thủy kim và mệnh kim và mệnh thủy sẽ hợp với hồng môn có màu trắng. Như mình thì mình là mệnh kim thì mình hợp với hồng môn và nó có hoa màu trắng hơn là cái hoa màu đỏ. Và những bạn mà rủi thì là mệnh hỏa với mệnh thủy ấy là hợp với màu hồng đỏ này, hợp với cái môn hồng môn đỏ, màu hồng môn đỏ này. Mọi người có thể bên cạnh những ý nghĩa về phong thủy thì cây hồng môn là một loại cây có tác dụng điều hòa không khí hiệu quả. Ngoài hấp thụ khí CO2 và cung cấp khí CO2 thì cây hồng môn có thay độc khắc khí với các như khí tomalenhi và disuki ammoniac trong không khí. Đấy, để tạm bớt đi cái sự khí độc hại đó mọi người. Đặt cái hồng môn này trong không gian làm việc sẽ giúp cho không gian làm việc của mình sáng khác hơn, giúp giảm căng thẳng cho lòng, cho những ngày mà mình gặp căng thẳng mệt mỏi đó. Thì về cách chăm sóc thì cây hồng môn này rất là dễ chăm sóc mọi người ơi. Tại vì có các hình cuối có gốc dễ đây thì cây hồng môn này nó đất trồng phải lớn xuống cây sốt này. Và không nên tưới nước quá nhiều nhé mọi người. Ý là không nên tưới quá nhiều, và cái hồng môn này thì tưới nhiều quá nó sẽ bị úng rễ. Mà mùa mưa nên tưới một lần một tuần thôi nhé mọi người. Nên tưới một lần vào một tuần. Và vào mùa khô thì hai lần một tuần hoặc là ba lần một tuần thôi. Vào mùa khô đấy, mùa ẩm ướt mưa các thứ không nắng gắt thì mình có thể tưới ít không, xịt xịt là lá hay là thân cây gì đấy, đừng có tưới nhiều nó bị cứng dễ mọi người ạ. Đó, và cái hồng môn này phát triển tốt thường từ 15 đến 20 độ C, 15 đến 30 độ đấy. Không nên đặt cây trực tiếp vào ánh nắng mặt trời mà không có không gian mát mẻ, thậm chí là có máy điều hòa sẽ làm cho môi trường thích hợp cho loại cây này. Ý là chỉ cần để trong nhà và không cần ánh nắng trực tiếp đó, rất là dễ nuôi, dễ gây, dễ trồng. Thì đây cũng là một số điều cơ bản về cái cây hồng môn này. Mình chỉ nói thế thôi, còn cái giá cây này thì nó rất là rẻ. Cây này có 106 à, cây to rồi đúng không? Đó, rất hợp lý. Cái này là mình đặt từ ý là 10 đến 10 không. Thì mọi người mà có nhu cầu thì mọi người liên hệ theo số hotline của ngành làng 0855 299 198, địa chỉ là 39 Trần Bình,
phường Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội.